Không còn nắng mạnh, thời tiết miền Bắc, Bắc miền Trung sẽ thay đổi từ đêm nay khi mà có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống. Và dự báo là đêm nay và sáng mai thì miền Bắc có lúc có mưa nhỏ, sau đó trời chuyển khô giáo. Từ ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng có mưa, có nơi mưa lượng khá và kéo dài đến ngày 16 tháng 2. Từ, cũng từ ngày mai đến cuối tuần thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ ban ngày khoảng 18 đến 23 độ, ban đêm là 14 đến 18 độ, có nơi dưới 13 độ.